Chào mọi người, mình là Vi, diễn viên nước Mi tại trung tâm Hani. Hôm nay Vi sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách setup mà dành cho những chị học viên khi mà đến trung tâm Hani là cái ngày đầu tiên là mình sẽ học những gì ha. Rồi, đầu tiên là mình phải chuẩn bị một cái đầu mannequin nè. Rồi sau đó tiếp theo là nhíp, lông mi và keo nối mi ha. Rồi, đối với các anh chị mà khi mà đến trung tâm Hani học á, thì đầu tiên là các cô sẽ hướng dẫn cho mình đó là bài chọc sợi, là bài classic á, là mình sẽ nói với kỹ thuật là một sợi mi giả trên một sợi mi thật. Thì thường đa phần đó là mình sẽ sử dụng một cái hộp mi có độ dày là 0.15 ha. Đó, đây. Và tiếp theo thứ quan trọng nhất đó là cặp nhíp, một nhíp gấp và một nhíp tách ha. Rồi, tiếp theo nữa sẽ là keo nối mi. Keo nối mi này là keo nối mi chậm khô ha. Cái keo nối mi này chậm khô để cho các anh chị mà mình mới vào nghề á, để mình có thể là có thời gian để mà mình điều chỉnh lại được hướng mi nè, để cho bộ mi của mình đẹp hơn. Rồi, tiếp theo đó là nước rửa nhíp và giấy chùi keo ha. Thì trong quá trình làm á, thì các cô sẽ hướng dẫn cho các anh chị là cái cách vệ sinh nhíp của mình, khi mà mình nhíp của mình bị dính keo ha.